Vẻ ngọt ngào của bạn gái Bùi Tiến Dũng. Dianka Zakidova, bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng, trộm mặc váy màu hồng, trắng, kiểu dáng bèo nhún hoặc xếp tầng. Chân dài Ukraine có nét đẹp dịu dàng, mái tóc dài. Cô từng làm người mẫu ở nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, hiện hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh. 12. Giải trí. Thời trang. Sao đẹp, sao xấu. Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021, 11 giờ 15 phút. GMT cộng 7, vẻ ngọt ngào của bạn gái Bùi Tiến Dũng. Dianka Zakidova, bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng, trộm mặc váy màu hồng, trắng, kiểu dáng bèo nhún hoặc xếp tầng. Chân dài Ukraine có nét đẹp dịu dàng, mái tóc dài. Cô từng làm người mẫu ở nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, hiện hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủ môn Bùi Tiến Dũng thực hiện video khoảnh khắc bên nhau làm quà đón sinh nhật bạn gái Dianka. Hai người công khai hẹn hò từ tháng 8 năm ngoái. Khác với hình ảnh gợi cảm, cá tính trên sàn diễn, Bianca Zagidova chuộng phong cách ngọt ngào ngoài đời. Cô diện váy hồng dịp sinh nhật 21 tuổi hồi tháng 9. Cao 1,73 m cô chinh phục nhiều kiểu váy áo dáng dài. Người đẹp thích các gam màu tươi sáng, họa tiết chấm bi hoặc hoa văn. Bianca thanh lịch với giam sút chấm bi bản to. Cô giữ số đo 3 vòng 81, 65, 94 cm nhờ chăm chỉ bơi lội. Cô phối váy kẻ hồng cùng sơ mi trắng kết hợp mũ rộng vành và khuyên tai to bản khi đi chơi. Người mẫu mặc thoải mái với phong cách sport ý chích trong dịp ngồi cà phê với bạn bè. Dianca thường sử dụng phụ kiện mũ len, tạo nét năng động, trẻ trung. Cô mặc áo phao trắng, đội mũ hồng trong dịp thăm quê hương Ukraine hồi đầu năm. Bức ảnh có hơn 1.500 lượt thích trên Instagram, các fan khen Dianca trẻ trung, xinh đẹp.